Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi channel Tiểu Bang Arizona. Mình là Lê Duy. Thì trước đây mình cũng có làm một số cái video về đề thi lý thuyết bằng nail. Gần đây thì mình cũng đã sưu tập thêm một cái đề thi thử. Tiện thể hôm nay mình cũng muốn làm cái video để mọi người có thể tham khảo thêm ngoài những cái video đó. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ cái video của mình. Thì mình cũng xin nhắc lại rằng là cái video của mình á, là cái đề thi này á, chỉ là cái đề thi để mọi người tham khảo thêm, học tập thêm, nhớ được câu nào thì nhớ, nó sẽ củng cố kiến thức mà dành cho các bạn và cái quý vị khi mà đi thi nghề nail á. Thì mình nó hy vọng nó giúp được cái câu nào thì giúp nha, chứ mình không có nói là cái đề này đề thi chính thức ở Arizona. Thì khi mình bỏ công sức ra thì mình cũng muốn bà con ủng hộ. Nếu mà bà con ủng hộ thì có thể vào cái channel của mình đây, nhấn nút đăng ký ngay chỗ này. Và nếu mà bà con muốn theo dõi thêm những cái video trước về cái nghề nail của mình á, thì có thể click vào cái mục danh sách này nè. Thì cái video mình làm về nghề nail á, là Nail Career Education, là mình bỏ trong cái list danh sách này. Thì bà con có thể tham khảo ha. Thì mình cũng có làm thêm cái đề thi lý thuyết bằng nail, trong đó nó có khoảng 210 câu. Thì mình chia làm 4 cái video và một cái video về đề thi trắc nghiệm nữa. Ok. Cái đây là nếu mà quý vị có muốn thêm theo dõi thêm những cái video trước đây á, thì theo dõi thêm thì biết thêm được thôi. Rồi, ok, thì hôm nay mình sẽ bắt đầu cái phần đề thi hôm nay nha. Thì đề thi này nó có hai phần, là một phần tiếng Anh và một phần tiếng Việt. Thì mình sẽ xin quý khán giả là các bạn rằng mình sẽ đọc phần tiếng Việt chứ mình không có đọc tiếng Anh ha. Thi thì thi tiếng Việt. Ok. Thì câu thứ nhất, cái này có 90 câu nha. Rồi, cái phần examination là phần số 1 nè. Chất đánh bóng móng khô, dạng sền sệt, hạt bột, tốt nhất dùng cho loại móng nào? Thì câu trả lời đúng của nó là câu D, là móng dày, móng giòn nè, móng bột nè, móng mỏng nè. Thì câu trả lời đúng là câu D, móng dày. Câu số 2. Cần bao nhiêu lớp gel để tạo móng gel qua form hoặc trên móng giả, hoặc là kêu là móng tip á. 2, 3, 4 và theo hướng dẫn sản xuất. Thì câu trả lời đúng là hướng dẫn sản xuất nha. Rồi câu số 3. Điều nào dưới đây không kể là vi phạm vào luật của ngành thẩm mỹ? Câu A, không đặt bằng nghề nail đúng chỗ. Câu B, không hành nghề nail trong một khoảng thời gian hợp lý. Không tuân luật lệ về điều kiện vệ sinh hành nghề bên ngoài trường thẩm mỹ hoặc tiệm. Thì câu hỏi nó là không kể là vi phạm vào luật của ngành thẩm mỹ, không vi phạm. Thì mình có thể không hành nghề trong một khoảng thời gian hợp lý, thì mình không có vi phạm. Câu số 4. Bắp thịt vươn dài xuống cánh tay trước được gọi là cơ co cánh tay, cơ duỗi cánh tay. Cả A và B, không có điều kiện nào ở đây, không có điều kiện nào ở trên. Thì câu trả lời đúng nó là câu C. Thì mấy cái này mọi người chỉ nhớ thôi nha, kiểu như giống như học vẹt vậy đó, không nhớ thôi. Rồi cái câu này nè, câu số 5 nè. Bao móng bằng vải không phải là cách tốt nhất để làm cho khách nếu tay luôn luôn này, cứ luôn luôn này. Câu A, nắm lại. Câu B, trong nước. Câu C, chụp hình. Câu D, chạm sờ. Thì cái câu hỏi này, lưu ý câu hỏi này. Bao móng bằng vải dày, là cái vải tên tiếng Anh này, không phải là cách tốt nhất để làm cho khách nếu tay luôn luôn. Thì nếu mà nằm trong nước á, thì không có thể bao lại được. Bao thì vải nó bị thấm nước thì nó không tốt nha. Câu trả lời đúng nó là trong nước. Rồi cái từ OSHA là chữ viết tắt tượng trưng về, câu trả lời đúng nó là quản trị sức khỏe và an toàn nghề nghiệp.
Thì cái câu này mà nếu mà mọi người muốn mà chính xác là nên xem cái phần câu tiếng Anh của nó. Đây này, stand for. Thì cái câu trả lời nó là câu B này. Đó. Thì mắc cái chữ viết tắt này là những chữ cái đầu tiên này. USHA này. Administrator này, Health Administrator này, Occupational Safety. Đó. Nhớ chữ OSHA là nó là Occupational Safety, Health Administrator. Dịch ra là quản trị sức khỏe và an toàn nghề nghiệp. Rồi câu số 7. Khi có tai nạn xảy ra trong khi làm móng tay, dung dịch peroxide 3% có thể được dùng cho việc sát trùng. Câu trả lời giờ mình đọc qua, mình tập trung vô mình đọc câu trả lời cho nó nhanh luôn ha. Thì mọi người nếu mà thấy nhanh có thể pau lại rồi xem cái câu, những cái câu khác để mình phân biệt. Mình làm cái video thì mình muốn cho video nó càng ngắn càng tốt, cho nên mình sẽ đọc câu trả lời đúng thôi nha. Ok, bóng đèn UV là gọi là đèn tia cực tím nên được làm sạch hàng ngày và thay tối thiểu 2 lần trong một năm. Câu số 9. Nếu móng tiếp bị bọt khí lọt vào giữa, bạn phải làm gì? Thì chỉ có tháo tiếp ra và làm lại. Câu số 10. Đắp bột móng, bạn dùng vật gì để làm nhám bề mặt móng? Thì mình dùng cái dũa giấy mịn nha. Rồi, 10 câu đó là cái phần examination 1 và câu examination 2. Nếu bạn tháo gỡ móng giả có thể làm hư móng thật do kéo hoặc vặn móng giả. Nếu mà bạn tháo móng giả mà bạn kéo ra và bạn vặn cái móng giả đi thì nó sẽ hư cái móng thật nha. Có thể làm hư móng thật. Câu số 2. Thành phần chính của nước sơn là nitrocellulose. Câu này ha, thì còn 70% chỉ trắng, keo thì không đúng rồi, chỉ có cái câu D đó ha, nitrocellulose. Rồi câu số 3. Khi làm móng, nếu cần thiết dùng bột xe da để cầm máu trên da khách, vật nào sau đây được sử dụng? Là vải thưa khử trùng, hộp bột rác sát trùng, que sạch. Thì câu trả lời nó là câu D, bất cứ loại nào kể trên. Tình trạng sưng chung quanh móng được biết là cái từ này ha. Mấy cái từ chuyên ngành này mà là mọi người phải ghi lại, lấy cái tờ giấy ra mình ghi lại hết ha. Tình trạng như rụng móng này, nhiễm trùng móng này, móng rụng dần này là có trong cái đề thi, chắc chắn luôn là nó có trong cái đề thi luôn, cho nên mọi người phải nhớ cái mặt chữ phân biệt ha, những cái mặt chữ này nè đó, thì ghi lại để mình học, chỉ cần nhớ mặt chữ và cái từ ngữ nó tương đương như đó, khi đi thi nó không có dịch vậy đâu nha. Thì tình trạng sưng chung quanh móng được biết là cái từ này, câu B nha. Mọi người bao cái video lại, ghi những cái từ này lên cái giấy, dán chỗ nào dễ nhìn nhất để hàng ngày mà thấy để nó nhớ. Rồi câu số 5. Xảy ra điều gì khi cây cọ treo và chất dẻo treo được đặt cạnh đèn treo móng? Thì nếu mà treo đặt gần cái đèn mà hâm nóng để làm khô thì nó cứng treo thôi. Thành phần của chất chùi nước sơn là dung môi hữu cơ và acetone nha. Dung môi hữu cơ và chất acetone. Sự nghỉ ngơi và thoải mái là rất cần thiết để ngăn ngừa gì? Tinh thần mệt mỏi. Chọn ha. Mình mấy cái này mình phân tích thì nó ra thôi, như nghỉ ngơi thoải mái là ngăn ngừa cái gì? Sự kém ăn cũng không có chính xác trong cái nghề này không? Kém vệ sinh răng miệng thì cũng không đúng. Mùi hôi cơ thể cũng không đúng, đúng không? Chỉ có câu B là chính xác nhất. Nó là hợp lý nhất thôi. Thì mình chọn câu B. Rồi, gắng sức quá độ và nghỉ ngơi không đầy đủ có khuynh hướng làm cho cơ thể mất đi hiệu năng và sức sống nha. Lưu ý mọi người ha, làm đừng làm cố quá sức nha. Rồi, câu số 9.
Trường hợp da bị một vết cắt nhỏ, chất nào sau đây nên được sử dụng là 3% hydrogen peroxide. Câu số 10. Một trong những tiêu chuẩn nào sau đây không cần thiết cho sự thành công của thợ làm móng tay? Nhớ chữ không cần thiết cho sự thành công của thợ làm móng tay là khả năng chữa bệnh. Cái từ, bốn từ này thôi, khả năng chữa bệnh. Mình không phải là bác sĩ cho nên mình không cần thiết phải chữa bệnh cho ai hết nha. Thì câu trả lời đúng của nó là câu B. Rồi, tới bài examination 3. Mới đó là 20 câu rồi đó. Thì mọi người học được 20 câu đó thì cũng ok. Hy vọng khi mà đi thi thì trúng được câu nào thì hay. Rồi, câu số 1. Dụng cụ làm móng tay có thể diệt trùng một trong những chất nào sau đây? Thì diệt trùng thì có dung dịch quát 1000 ppm. Nhớ vậy thôi ha. Để vẽ bằng dụng cụ phun sơn airbrush, bạn cần sử dụng dụng cụ vẽ kiểu. Thôi, chỉ nhớ vậy thôi ha. Thì tiếng Anh nó là design tool. Lúc bạn là câu số 3, lúc bạn làm móng giả, giữ móng tiếp ở chỗ cho đến khi khô khoảng 5 đến 10 giây. 5 đến 10 giây. Giữ móng tiếp cho nó khô á thì khoảng 5 đến 10 giây nha. Câu số 4, người thợ nail có thể khuyến khích khách làm móng treo vì muốn móng dài mà không bị nặng. Đó. Nó dài mà không nặng nha. Rồi câu số 5. Ba nồng độ mạnh của dung dịch quát là 10%, 12.5 và 15. Khi sử dụng độ mạnh 10% thì cần bao nhiêu dung dịch quát so với các phần trăm còn lại? Thì mình cần cái dung dịch nhiều hơn thôi. Câu số 6. Mắt có thể bị hư vì che không đúng cách khi bạn làm gì? Làm lại khi mà mình dùng đèn cực tím. Lưu ý các bạn và quý vị rằng là tia cực tím nó cực kỳ có hại cho da và mắt nha. Rồi câu số 7. Một tên khác của sưng da, ngứa da do côn trùng cắn. Rồi mọi người lấy cái tờ giấy ghi lại ha. Cái câu này nè, một tên khác của sưng da, ngứa da do côn trùng cắn là do cái từ này nè. Từ whale hay từ gì á, whale, mụn đỏ, tiếng Việt nó là mụn đỏ ha. Hay là medulla gì đây nè, là lõi tóc. Đó, thì tổ ong, da chai nè, cái từ đó mà tương ứng với cái câu trên số 7 tiếng Anh này. Đó. Lấy tờ giấy ghi lại, dán chỗ nào dễ nhìn nhất. Để mình làm gì kêu như là mình thấy hàng ngày mình nhớ cái mặt chữ luôn. Mình làm là mình không còn nhớ, mình đi qua đi lại làm gì làm nhớ, tự động nó nhớ thôi. Rồi, lớp tế bào trong suốt được tìm thấy ở lớp da. Cái này cũng ghi lại luôn này. Ha. Thì nó là câu B trả lời là chính xác, là lớp trong suốt. Ha, cái từ từ tiếng Anh của nó là cái từ này. Thì cái từ đầu tiên thì nó giống nhau, chỉ có cái khác cái từ thứ hai thôi là lucidum mà. Đó, mình nhớ cái từ này nè. Nha. Đó, còn cái từ đây là lớp sừng. Nhớ vậy thôi. Ghi lại trên cái tờ giấy để mình nhìn, mình làm, mình lúc đôi lúc mình không có nhớ, mình nhìn lại cái chỗ đó mà để cái chỗ nào mình dễ nhìn nhất nha. Rồi câu số 9. Bản ghi về công việc và giá cả được gọi là bản giá về việc làm. Rồi câu số 10. Một dấu nhạt hơi nhô lên trên da sau khi vết thương tích hoặc vết lở được lành lại là cái thẹo thôi nha, cái thẹo thôi ha. Còn cái từ vết thương vết lở là cái từ này injury nè, đó, hoặc là lesion nè, đó. Ví dụ vô trong tiệm mà thấy mấy người bị mấy cái này á thì tránh, không nên làm ha. Đó, từ tiếng Anh đó, vết thương hay vết lở là hai cái từ này. Ok, rồi chuyển sang cái câu examination 4. Câu số 1. Bạn chà mặt móng và rửa tay bạn là loại bỏ chất bẩn, bào tử nấm và vi trùng, lớp dầu trên móng. Thì mình chọn câu D là tất cả nha. Rồi câu số 2. Thợ làm móng tay bị ảnh hưởng xấu về da khoảng bao nhiêu phần trăm? Thì câu trả lời nó là 40% nha.
40%. Ok. Rồi, câu số 3. Miếng than lọc khí của bàn làm móng tay phải được thay mỗi 20 giờ. Ok, 20 giờ, nhớ vậy thôi. Câu này là miếng than lọc khí của bàn làm móng tay là 20 giờ mình thay nha. Nói chung một ngày thay 1 lần á. Vậy thôi. Trung bình là khoảng một ngày thay 1 lần. Rồi, bạn đặt móng giả nên giữ móng cho đến lúc khô khoảng 5 đến 10 giây. Câu này có ở trên cái phần nãy rồi ha, 5 đến 10 giây. Vệ sinh công cộng được biết là sự cải thiện vệ sinh chung và vệ sinh cá nhân, là liên hệ về việc giữ gìn tối đa cho chính người đó thôi. Để mỗi người giữ cho mình sạch sẽ thì ai cũng vậy hết, thì tự động xã hội nó sạch sẽ lên thôi. Câu số 6. Điều quan trọng của việc rửa tay thường xuyên trong suốt mùa cúm, bởi vì vệ sinh tốt là cách trợ giúp cho sự miễn nhiễm tự nhiên nha. Ok, mấy này mình lướt nhanh thôi. Hình dáng móng nên phù hợp với ngát ngón tay của khách và tạo dáng đầu móng với dũa giấy. Dũa giấy nha. Cái bút phê đánh bóng móng thì làm cho mình dê dê, làm cho bóng móng thôi. Mình đánh móng cho mấy người đàn ông á, thì dùng cái đó để đánh cho cái móng nó bóng lên. Câu số 8. Da chồm lên mặt móng có thể trị liệu bằng cách làm móng tay dầu. Đó là hiện tượng da mọc nhiều ở nền móng. Thì da mà mọc trên nền móng thì cái đó là câu C. Hiện tượng da mọc nhiều ở nền móng. Không, cái từ mà da mọc nhiều trên nền móng á, nó có một cái từ nữa, nó cũng có từ chuyên ngành về nghề nail đó, nhưng mà mọi người không biết có biết cái từ đó không mà ha. Cái từ da mọc nhiều ở nền móng là hình như là ebonychium gì đó, mình phát âm không hay, mấy cái từ khó phát âm lắm. Rồi câu số mấy, câu mấy rồi ta, câu số 8 rồi, giờ câu số 9. Những mảnh trắng bất thường đôi khi tìm thấy trên bàn tay và cánh tay khách được biết là mảnh da trắng da bẩm sinh. Cái thì mình thấy những cái câu này hỏi đôi lúc nó cũng vô duyên lắm ha. Ok, chịu thôi. Câu số 10. Bác sĩ săn sóc chân cần thiết cho tình trạng bất thường của chân. Coi thử những câu này thử. Câu A, sự biến màu của móng, tình trạng của da, bệnh của da đầu. Bác sĩ săn sóc chân thì không có liên quan tới da đầu. Tình trạng của da thì tới da liễu. Sự biến màu của móng thì biến màu của móng chắc là do cũng không nhất thiết bác sĩ đâu. Thì chỉ có tình trạng bất thường của chân thì mới tới bác sĩ thôi. Biết là ở bên này mà tới mỗi lần tới bác sĩ nó tốn tiền lắm. Câu số 5. Cái đề thi số 5 ha, examination 5. Rồi. Cái control kiểm soát và mức độ bảo vệ nghề nghiệp bao gồm tính an toàn, bao tay, bảo vệ quần áo, thì câu trả lời nó là câu D. Tất cả những cái điều kiện trên nha là câu D. Rồi, các lằn gợn sóng ngang không đều ở mặt móng là nguyên nhân do tổn thương nhẹ ở móng hoặc tổn thương nhẹ ở móng hoặc bệnh nội thương. Dũa không đúng cách, gợn sóng mà đâu có dũa liên quan tới dũa không đúng cách đâu. Mạch móng dày cũng không liên quan, đôi mắt yếu cũng đúng, chỉ có câu D là thấy nó hợp lý nhất thì chọn. Lưu ý ha, chọn câu nào hợp lý nhất nha. Rồi, bệnh nội thương. Vậy đi ha. Rồi, câu số 3. Một trong những điều sau đây là phương pháp chấp nhận cho việc giặt khăn giặt ở 140 độ F trong vòng 15 phút. Có câu thì 140 đến 160 cho 15 phút nha. Còn mà giặt trong 5 phút á, thì không đúng đâu. Phải tệ lắm phải 15 phút mà là nhiệt độ từ 140 đến 160. Nhưng mà câu này thì nó chỉ có 140 thì mình chọn đúng. Hợp lý nhất là 140 trong vòng 15 phút. Rồi câu số 4. Thành phần chính trong chất làm mềm da là cái chất này. Câu A. Ha.
mọi người mình đọc tiếng Anh kém lắm cho nên cứ xem ha, qua pau cái video lại, chép cái từ này vô, ghi câu trả lời thành phần chính trong chất nước làm mềm da là cái từ này. Cái chất này hydrogen peroxide là cái này là dùng để không phải nè, cái này là dùng sát trùng da 3% là dùng để cầm máu rồi đó, thấy không? Còn cái chất này là thành phần chính của chất làm mềm da. Câu thứ 5, khoa học liên hệ đến việc ngăn ngừa bệnh của mỗi người là vệ sinh cá nhân. Khoa học liên hệ đến việc ngăn ngừa bệnh của mỗi người là vệ sinh cá nhân. Chọn câu trả lời hợp lý nhất nha. Câu số 9, câu số 6, cách nào bạn nhặt những viên đá quý rất nhỏ khi cần tạo móng nghệ thuật ống ánh? Là mình dùng chấm ướt đầu que gỗ cam, mình dùng cái đó mình chấm ướt để mình ướt chấm cái top coat á, mình chấm lên cái những cái viên đá nhỏ nhỏ này, mình để mình nó dính lên cái que cam của mình rồi á, cái que đó, để mình chấm lên cái móng nha, chứ mình dùng tay không được, dùng cái nhíp cũng không ổn, cái sủi càng không được, cái Q-tip đây là cái bông rí tay thì không được ha. Khi phiêu móng thật cẩn thận không làm tổn thương da quanh móng, thành phần móng, nền móng thì mình chọn tất cả những điều trên. Câu số 8, nếu khách hàng có vấn đề được biết là cái từ này nè, ghi lại nha, onychophagy gì đó, là kết quả do thói quen lo sợ cắn móng tay hoặc làm lớp da cứng lại, bạn nên làm móng tay dầu giúp móng mọc nhanh hơn. Mọi người ghi cái từ này lại nè, onychophagy gì đó, mình đọc theo cái kiểu tiếng Việt đi ha. Đó, copy cái này nè, là cái gì, nó là cái bệnh là kết quả do thói quen lo sợ cắn móng tay hoặc làm lớp da cứng lại, kêu là da nó dày lên á, đó là cái này ha. Thường thường thì câu này do là cắn móng tay á, vậy đó, cái câu hỏi nó vậy đó nha. Ghi lại lên cái tờ giấy nào đó, dán nó vô chỗ nào dễ nhìn nhất nha. Nãy giờ cũng nhiều từ rồi đó. Rồi câu số 9, cuticle remover usually contain, là chất làm mềm da thường có chứa chất. Câu nãy hồi hình như là hồi nãy ở trên đó cũng có hỏi câu này nè, cái từ này nè, nhớ cái từ này nha, đó, potassium gì đó, peroxide. Ok, mấy chất này oxy kẽm, chất nhờn, silicon thì không có, mình chủ yếu nhớ cái từ này, potassium là cái chất làm mềm da. Tên kỹ thuật của móng tay là từ onis gì đó. Tên kỹ thuật của móng tay là onis ha, phát âm vậy đi ha, onis. Rồi móng tay được cấu tạo của một dạng hóa chất được gọi là chất sừng. Ghi lại luôn mấy cái từ này nè, keratin nè, capon nè, curium nè, là protein nè, là chất đạm ha. Thế móng tay thì nó là chất sừng giống như tóc vậy đó, keratin ha. Ok, rồi cái examination 6, hóa chất nào sau đây dễ dàng bốc cháy trong tiệm thẩm mỹ? Kem thoa da, dầu thoa da, kem massage thì không, chỉ có cái chất nước sơn thôi, nước sơn thì dễ cháy. Câu số 2, chất sodium gì đó thường được biết là chất tẩy lau nhà. Cái từ này, cái từ sodium này đó, gì thì mấy từ tiếng Anh chuyên ngành đây mình đọc khó đọc lắm, mình không có đọc được, không phải mình đọc được, mình đọc dở lắm, cho nên mình thường đọc theo tiếng âm của theo phiên âm theo tiếng Việt thôi. Nhưng mà cái video này mình muốn mọi người hiểu, chứ không có vấn đề mà phát âm tiếng Anh nó như thế nào thì mình không nhất thiết, nhưng mà cũng phân biệt được mặt chữ, mình nhớ cái mặt chữ thôi đó. Thì là chất tẩy lau nhà, sodium, chất tẩy lau nhà. Còn hơi diệt trùng là formaldehyde, đây là sát trùng khô á, omani gì đó, salt là muối. Ok, câu số 3, có bao nhiêu tế bào thực vật tạo thành vi khuẩn? Vi khuẩn là một tế bào,
một tế bào nha. Rồi, câu số 4. Chất nào sau đây không phải là chất đạm? Gà, thịt, đậu, thịt bò thì không đúng ha, đó là chất đạm. Kẹo là cái đĩa đúng không? Kẹo là nó là không phải là chất đạm. Chất đạm là bao gồm mấy cái chất protein đó, là kêu chất đạm đó. Câu số 5. Bạn dùng gì để chùi nước sơn nếu rủi ro dính lên da khách? Là dùng cây que gỗ cam quấn bông gòn và chùi nước sơn. Ok. Câu số 6. 70% cồn EC tương đương bao nhiêu phần trăm độ mạnh của cồn này? Thì tương đương 99%. Cồn ethium gì đó, cái cồn này nè, 70% độ cồn tiếng Anh ở đây tương đương với độ cồn của cái dòng sản phẩm này thì nó là 90%. 90% của cái cồn này bằng 70% độ cồn EC gì đó. Đấy, nhớ thôi nha, chứ mấy cái này thì mọi người không nhớ thì làm ơn lấy tờ giấy ghi ra nhé, để vô nha. Rồi, câu số 7. Giũa giấy bị bỏ sau mỗi lần dùng vì không thể nào mà diệt trùng được. Câu số 8. Sự tiếp xúc nhiều lần và lâu dài với dung dịch sẽ làm cho da hư hại và khô. Câu số 9. Những đường gợn sóng trên tay có thể được chữa lại bằng cách chà móng tay với bột đá nha. Bột đá bọt nha. Đó. Cái gợn sóng thì liên quan tới bột đá bọt ha, hay là cái chất bột đá. Câu số 10. Sự chăm sóc bằng chân và ngón chân được gọi là pedicure, từ tiếng Anh của chuyên ngành pedicure. Chăm sóc tay thì manicure. Ok. Câu examination 7, đề thi câu số 7 ha, cái đề thứ 7. Bệnh S, triệu chứng thiếu sót miễn nhiễm tự tạo là nguyên nhân do siêu vi khuẩn. Siêu vi khuẩn nha. Câu số 2, móng trở nên màu đen và gì gì đó khi móng bị móc lâu ngày thì nó sẽ có mùi hôi nha. Bị móc thì thường nó có mùi hôi. Thời gian chuẩn bị làm cho khách và khử trùng dụng cụ là trước là lúc khách chưa có mặt nha. Câu số 4, loại cỏ dùng đắp bột được làm bằng lông chồn. Cỏ đắp bột thì làm bằng lông chồn. Câu số 5, chất nào sau đây bị cấm trong việc chăm sóc móng tay là phèn cục nha. Bột cầm máu thì ok, dùng dịch sát trùng, dùng dịch diệt trùng là cái này là có rồi. Bột cầm máu, phèn chua, nhưng mà phèn cục thì không được nha. Không ai mà cầm máu đi đưa nguyên cái cục phèn cục vô bỏ vô cầm máu không có được, chỉ có bột thì ok. Rồi câu số 6, cái license của thợ làm móng tay được phép làm tất cả ngoại trừ dùng sáp ong nhổ lông mày. Cái này là những người làm wax, phải có bằng wax này thì mới làm được, hay mình làm manicure hay là pedicure gì đó liên quan tới móng thì được, còn nhổ làm wax là không được nha. Ok. Câu số 7, sự lây nhiễm HIV sự là vi khuẩn tiêu diệt sự miễn nhiễm của người là cái HIV đó là chất dịch của cơ thể qua nhảy mũi, cảm lạnh, sờ mó thì chỉ có chất dịch cơ thể thôi, mà tiêu chí của cái bệnh HIV nó thường lây qua cái cơ sở để nó lây qua là chất dịch cơ thể, mà thường thường đó là máu, qua đường máu, qua đường tình dục và qua mẹ sang con. Câu số 8, nấm ở móng thường thấy như là một lợt màu móng tay, sự lan tiến tới biểu bì lớp da thì nấm thì nó thường thường từ móng thì nó lây tới da. Ở móng á, thì nó sẽ thấy như là một cái làm lợt màu móng tay, sự lan tiến tới biểu bì lớp da. Câu này thì chỉ có giống như câu số 8 đi, học quẹt là chính, nhớ vậy thôi, còn không nhớ thì hên xui, đánh đại đi ha, đừng có bỏ. Khi thi tuyệt đối đừng nên bỏ câu nào hết, không biết cứ đánh đại đi ha. Rồi câu số 9, sự nhiễm trùng có thể nhận biết sớm như một đốm màu có màu vàng, xanh lá cây. Sự nhiễm trùng thì nó có màu gì nè, thường thường thì có màu vàng và màu xanh lá cây.
nhiễm trùng thì màu vàng màu xanh lá cây, nhiễm trùng là màu vàng là xanh lá cây, học vậy đi ha. Câu số 10, khách bị nấm hoặc nhiễm trùng sẽ được chữa trị bởi bác sĩ, vậy thôi. Thợ làm manicure á, thợ nail á, không bao giờ kéo hoặc vàng bột khi lấy bỏ chất làm móng giả, nguyên nhân có thể làm hư móng thật thôi. Câu này có trên câu mấy đề nãy rồi. Câu số 2, các xương dài và thon tạo lòng bàn tay là cái từ này. Rồi, lấy tờ giấy ghi ra mấy cái này luôn nha. Nè, mọi người nhìn lại nè. Đó, lấy tờ giấy ghi ra, ghi câu hỏi luôn nè. Các xương dài và thon tạo lòng bàn tay. Tạo lòng bàn tay nó là cái xương gì trong từ tiếng Anh? Nó là metacarpal gì đó. Đọc theo tiếng Việt gì đó. Rồi, các xương dài và thon tạo xương bàn chân. Này trên là grapple, dưới đây là meta gì sồi gì đó. Đó, câu đề cử từ này luôn. À, xương ở trên đây thì lòng bàn tay, dưới đây là lòng bàn chân. Câu số 4, cất giữ sạch sẽ các dụng cụ trong tủ tiệt trùng. Có chiếu tia cực tím có thể làm sạch các cái kêu là những cái kẽ hở nhỏ mà mình không thể rửa được á, thì nó kêu là cái hốc và cái nhỏ của dụng cụ, là câu C. Câu số 5, khoản thu nhập là số tiền bạn làm được sau khi bạn trừ chi phí. Đó, câu này liên quan tới kinh tế học. Câu số 6, trong lúc làm nail, John rủi cách đứt nhẹ da cô Jenny và chảy máu. Jenny nói cho biết rằng cô có bệnh S. John sẽ làm gì? Thì câu trả lời nó là đem hộp thuốc cấp cứu đến và chỉ cô ấy sử dụng, và sau đó gọi 911. Cái câu đề này, đem hộp thuốc cấp cứu đến và chỉ cô ấy cách sử dụng thôi. Còn câu B để thoa thuốc sát trùng, nói cho chủ biết và sau đó bấm gọi 911. Đó, cái đó là câu B, còn câu D nó là cái này. Thì chọn nó là câu D. Còn mà dính chảy máu mà bệnh có bệnh S thì ba cái dụng cụ tuyệt đối mình không quay về dùng lại luôn á. Ý vậy là mình á, theo mình á, thì mình nên dục luôn hết luôn mấy cái đó, đi mua cái khác cho chắc cứu ha. Rồi câu số 7, tính trên căn bản kỹ nghệ làm móng tay hàng năm lên đến 2 tỷ đô la. Cái đây là về cái thu nhập, cái tính người ta đi khảo sát về cái ngành làm đẹp của nghề nail thì trung bình nó là 2 tỷ đô ha. Rồi câu số 8, thông thường da chung quanh móng bị xước được biết là hand nail, xước da tay ha. Mấy cái da mà xước quanh móng là kêu là xước da tay, là cái từ tiếng Anh là hand nail. Câu số 9, đề phòng rủi ro hóa chất bằng cách không bao giờ dùng sản phẩm nếu đồ chứa không có nhãn hiệu. Hóa chất mà không có nhãn hiệu tuyệt đối không sử dụng, bởi vì mình không biết cái gì bên trong. Okay, câu số 10, cái rất nguy hiểm phán đoán sự an toàn của một hóa chất bằng mùi. Thì cái này thì không có tốt. Phán đoán để đoán được cái chất hóa chất mà thông qua mùi thì không có nên ha. Cứ dùng cái nhãn hiệu để chắc cú nhất. Rồi, câu số 9 là cái đề examination, chính là cái cuối cùng 20 câu nữa. Sự nhiễm trùng sưng lên và có mủ làm nền móng đỏ và sưng thường do dụng cụ bẩn khi làm móng tay, là cái từ chuyên ngành đó, onychia gì đó. Lấy tờ giấy ghi lại luôn ha, mấy cái này nè, hả, tật cắn móng tay do thói quen này ha. Cái từ này là móng giòn mà trẻ nè, còn cái từ này thì móng dày bất thường nè. Ghi lại cho mình dán chỗ nào dễ thấy, dễ nhìn nhất. Mình học nhìn lại những cái câu đó, nhìn hàng ngày, tự động nó vô trong đầu mình luôn. Làm sạch và vệ sinh móng cho khách trước khi gắn móng giả, bởi vì ngăn ngừa nấm sẽ ngăn ngừa nấm. Câu số 3, thành phần có trong nước sơn phủ bóng là chất nhựa dẻo. Chất nhựa dẻo nha, cái từ này nè, chất nhựa dẻo poly đó gì đó, chứ không phải là vitamin E, cũng không phải là dây dầu cây dứa hay là chất cầm máu. Có nước sơn phủ bóng là chất nhựa dẻo. Để chất nhựa dẻo là dùng để nó bảo vệ cái lớp sơn á, khi mình đụng chạm rồi nó không có bị trầy xước, nó có độ đàn hồi.
Rồi câu số 4, chất chùi nước sơn ở tiệm dùng cho khách mang móng tiếp hoặc móng bột là nan aceton. Không có thành phần của aceton trong đó, chùi nó không có bị hư cái móng móng bột hay là móng giả nha, hay là cái móng tiếp nha. Móng tiếp là chùi aceton vô nhựa là đi liền. Rồi bảng nồng độ hydrogen, bảng nồng độ tiếng pH á, với số 7 là biểu hiện của dung dịch trung hòa như nước trong suốt. Bảng nồng độ pH cho biết bạn, cho bạn biết về cái gì là nồng độ pH là biết về nồng độ axit và nồng độ kiềm. Kiềm nó là alkali á, axit và kiềm. Câu A ha. Câu số 6, khi khăn dơ đem đi giặt, điều kiện giặt khăn ở tiệm là 140 đến 160 độ F trong vòng 15 phút. Ở nãy ở trên nó có rồi ha. Tối thiểu là 15 phút này. Câu trả lời nó đi xuống dưới đây này. Còn câu B là nằm dưới đây. Rồi câu số 7, chất nào làm chậm đi sự mau khô của chất chùi nước sơn là dầu. Làm chậm đi sự mau khô của chất chùi nước sơn là dầu. Ok. Câu số 8, Trong lúc săn sóc móng tay, việc làm mềm phao tay bằng dầu là cách chữa trị tốt cho móng có da xước. Móng có da xước nha, móng có da xước. Ví dụ từ móng có da xước, cái từ tiếng Anh là gì ha? Nãy giờ mọi người viết á, thì có thể quay nhìn lại. Móng có da xước là sao? Từ gì? Nhớ không mọi người? Đó, cái đây mình học lại để mình quay lại những cái câu đó nha. Móng có da xước là hennel, phải không? Có da xước xung quanh đó, nãy nó có từ hennel á. Câu số 9, một trong những yếu tố chính cần thiết giúp cho sức khỏe tốt là kiêng ăn đúng cách nha. Câu số 10 và câu cuối cùng, để ngồi vào vị một tư thế đúng và thoải mái, giữ hai bàn chân trên nền nhà và giữ hai chân và đầu gối gần nhau. Ok, ngồi nói chung là hai đầu gối được khép lại, đừng có xòe ra. Nói chung là đề thi lý thuyết là vậy nhưng mà thực tế thì không biết. Rồi còn lại phía dưới đây á, là những câu trả lời của những cái câu phía trên thì mình cũng đã đánh rồi, nhưng mà mọi người có cần tham khảo lại á thì có thể xem ha, thì nó có 90 câu trả lời luôn. Rồi ok, thì ai mà muốn có cái đề thi này thì cứ liên hệ qua cái Facebook của mình để ở dưới phần mô tả nha. Thì nếu mà muốn thi thì mình sẽ gửi qua, mở lên cái máy tính lên và mình học. Ok, rồi một lần nữa xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ cái video của mình, và nhớ nhấn nút subscribe, like. Và nếu thấy cái video này có hữu ích đến người nào đó thì share giùm mình cho họ ha. Và khi mà xem xong cái video của mình nhớ đánh chữ thank you ở phần comment nha. Thì nếu mà mọi người không thích thì dislike vậy thôi. Ok, cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha. Bye bye.